Trở lại với phần 2 của chương trình thì anh cô đi lại tiếp tục trả lời câu hỏi của anh Nhân đi. Quên mất. Chưa định hồn nữa hả? Em thấy mệt quá. Thấy chưa? Bởi vậy, quay ra đằng sau một chút xíu cho người ta nói chuyện. Rồi, em xin lỗi khán giả, Anh Nhân hỏi lại đi. Anh Nhân cũng mệt mỏi mà anh Quarter Din cũng mệt mỏi. Không, nếu mà giờ Nhân hỏi lại nó là Quarter Din mấy vợ mấy con rồi. Cái đó không được, Cái đó nghệ sĩ không ai nói chuyện như vậy. Bây giờ anh hỏi lại cái câu hỏi. Đừng có nói là em với em là anh cũng quên cái câu hỏi luôn nha. Cũng quên luôn. Sau cái phần quảng cáo lại quên luôn câu hỏi. Nhưng mà thôi không sao, không, mình không có ép Khoa Định làm cái gì. Nhưng mà thực sự ra thì thấy được Khoa Định cũng là vui rồi. Nhưng mà đặc biệt đó là một cái câu hỏi mà Nhân muốn hỏi Duyên đây, đó là tại vì biết rằng Duyên cũng là một cái người đã nằm trong cái ngành nail bấy lâu nay, đúng không? Thì có thể nào chia sẻ một cái góc nhìn của Duyên trong cái khía cạnh nail là khi mà Duyên vô ngành nail rồi bây giờ trong những năm tới này thì Duyên sẽ nhận định về cái ngành nail mình như thế nào? Dạ, thực sự thì để trả lời câu hỏi của anh thì nó rộng lắm, cho nên là em chỉ nói sơ lược thì đối với ngành nail của mình hiện tại á thì nó đang đi trên một cái đường phát triển. Tại vì ngành nail của mình thì càng ngày em càng thấy người Việt của mình họ trân trọng và họ đưa cái tầm của ngành nail lên rất là cao, giống như là MC Spa họ đem cái system rất là mới và hay. Thì em hy vọng là ngành nail của mình lúc nào cũng đoàn kết và những người làm nail lúc nào cũng đoàn kết để đưa cái ngành nail trong cái đó anh thực sự không có đồng ý với em, là tự vì anh thấy đi trên đường chỗ nào tiệm nail cũng phá giá hết trơn, riết tiệm nail có chỗ thì 17 đồng, có chỗ 13 đồng, thậm chí Cali còn có 11.99 nữa, sao đoàn kết cho được, phải không Trang? Anh có nghe cái câu chuyện này chưa? Có một cái thùng đó đựng cua đựng cua, coi như là đựng cua của Mỹ, cua của Trung Quốc và cua Việt Nam thì cái là có ba loại cua, nhưng mà người ta nhìn thấy đố anh phân biệt được ba loại cua nằm trong thùng là của nước nào. Chắc cua đó anh nghĩ chắc Khoa đồ rành hơn anh. Đố anh ba cái loại cua nằm trong cái thùng đó thì em nói sẽ liên quan tới cái chuyện nãy giờ anh nói. Ba cái loại cua nằm trong thùng và người ta không cần ghi của Mỹ, của Trung Quốc hay là của Việt Nam. À biết rồi, con cua nào mà nó ráng trôi leo lên trên là con cua Việt Nam. Em đoán nha, cái con cua nào mà càng nó đẹp nhất là người Việt mình á. Ủa tại sao là con cua càng đẹp lại là con cua của Việt Nam em? Người Việt mình rất giỏi về làm nail, nhất là làm móng. Thì những cái cua mà của Việt Nam thì nó có càng chứ nó không có móng. Bây giờ có ai trả lời lại nữa anh Khoa đã trả lời. Đừng có nói là mốt ngày nail đem xuống tới thủy cung nha. Thật sự là khi mà nói về cái topic này đó, mình nghe thấy cua là mình thích rồi. Nhưng mà thật sự ba con cua mà em bỏ trong nó một cái sọt như vậy mà bảo anh là cái con cua Việt Nam, con cua nào cua Mỹ thì anh nói cua Việt Nam, con cua nhỏ. Sorry. Cua nào là cua Mỹ, cua nào là cua của Nhật và cua nào cua Việt Nam. Đó, ba loại cua trong Trung Quốc. Đúng rồi. Thôi giờ chịu thua rồi em trả lời. Bây giờ em nói nghe nè. Người ta nhìn thấy và người ta sẽ biết. Ừ. Cua của Mỹ đó là một loại leo lên, một con leo lên, bò ra. Thì con khác đỡ con kia leo lên. Con này là con cua Nhật đỡ con cua Mỹ leo lên. Không, con cua Mỹ đó là con này đỡ con kia leo lên. Còn con cua của Nhật á là một con cua nằm dưới rồi cho con kia đứng lên trên lưng để mà leo ra. Nhưng quan trọng là còn con nào đứng cua trên Việt lưng. Nam đó là con này leo lên thì con kia kéo con đó xuống. gọi là người Việt Nam mình nếu mà bỏ đi được cái tính mà tranh giành, ganh đua, mà cùng nhau tranh đua để mà tranh đua chứ không phải ganh đua nha. Tranh đua nó khác, ganh đua là tranh đua để cùng nhau làm nên việc tốt hơn chứ không phải là ganh đua để giết thằng đó chết cho tôi nổi lên. Thì em nghĩ rằng cái ngành nail của mình phát triển rất là tốt. Không vậy đâu, phải Việt Nam, bởi người ta nói không ăn đậu không phải mễ mà không tranh đua không phải Việt Nam mà. Lộn cái câu này rồi. Cái đó mới chế ta xuất khẩu thành công. Và cho Trang biết là Duyên làm nail và làm ngành thẩm mỹ là bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm được 7 năm rồi. 7 năm. Có nghĩa là Duyên vừa làm gọi là tóc và làm nail. Nhưng mà rồi tại sao từ cái nail mà chuyển qua làm MC là sao? Cái đó thì ông trời ổng xác định cái duyên của mình rồi. Giống như anh có duyên anh làm MC, em chắc đi theo ngành. Anh thì là anh nhìn duyên khác, nhưng biết đâu nhiều khi anh có duyên anh theo em học nghề không biết sao được. Nhưng mà Khoa đời nãy giờ ngồi im cứ cười không à, không có công bằng để cho Nhân phải đối xử. Mình nói thiệt, đôi lúc á hai mình ngồi cạnh hai người đẹp quá thì không, thì người ta thường nói là hồng nào cũng phải có gai ha,
cô kia có gai chưa? May I be your guy? Ông này hay, hay. Ông này thành thơ hay. Ông này nghe mệt mỏi lắm, thấy mệt mỏi lắm rồi. Em không có thích nghe nói cái chuyện mà gai với girl ở đây nữa. Em chỉ muốn nói về chuyện nail thôi. Chuyện nail thôi. Tức là bây giờ đó có bao giờ mà Duyên đi đến cái tiệm của anh Quarter mà để đi làm nail chưa? Dạ có, mà thật sự là lúc nào mình tới mình cũng request anh Quarter làm hết. Tại vì em là một cái fan hâm mộ của anh Quarter. Và thật sự là khi mà mình được làm móng tay mà được hát cho nghe nữa, nó rất là thú, thú vị đó. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, anh Quarter Dinh rất là nổi tiếng trên mạng YouTube tại vì những cái bài hát của anh liên quan đến ngành nail. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là những cái tiệm nail của anh, khi anh vừa làm việc, khi anh vừa làm cho khách thì anh cũng hát những cái bài hát đó và làm cho khách rất là thích thú. Cái đó cũng là một cách để mà đưa cái ngành nghề nail lên một cái bậc cao hơn và một cái điều gì đó để mà tạo sự chú ý cho những người tìm đến tiệm nail của mình, đúng không? Không, nếu mà nói đến với cái tiệm nail của Việt Nam mình đó, thì Nhân Trần cũng có coi những cái video của đài ABC họ post lên. Thì cái tiệm nail của anh Quarter là một cái tiệm nail mà có thể nói là một cái nail club chứ không phải là một cái tiệm nail. Là tại vì vừa đến làm nail rồi được karaoke rồi thậm chí cả luôn nhảy đầm nữa. Có nhiều lúc Nhân Trần nghĩ không biết có bao giờ anh em có ngửi vô trong tiệm nail chưa ta? Cái đó là có rồi, nếu mà Nhân Trần quay video thì phải có rồi. Là nhảy đẹp này nọ đâu, nhưng mà rồi hổng dài có sáng tác gì mới hay chưa? Rồi ngoài cái vấn đề bận rộn làm nail rồi anh còn đi du diễn hay không? Vâng, thì thật sự làm nail thì càng ngày Quarter rất là busy, bận rộn hơn nhiều. Thì làm nail thì kỳ này lại làm ít lại, nhưng mà Quarter lúc nào cũng dành cái thời gian để trở lại cái sân khấu trong cái tiệm nail của mình. Thì mỗi lần tất cả các khách hàng họ đặt những cái buổi tiệc đám cưới, sinh nhật thì mình phải có mặt ở đó để cùng ca hát và cũng như là để host một cái buổi tiệc cho họ ở trong tiệm như vậy. Như nếu mà như vậy thì khi mà anh không có mặt ở đó thì những người thợ nail có hát giống như vậy không? Dạ, thật sự thì trong tiệm người ta thường ở ngoài tiệm để cái chữ là the home of the singing manicure. Nhưng mà thật sự chỉ có một singing manicure thôi. Đúng còn rồi. Thường mình nói khách á là ở tiệm này á chỉ có one singing manicure and the rest they still in training. nhưng mà nói với nail thì ở bên Michigan mình thì cái cộng đồng nail bên đó nó như thế nào anh? Giá cả còn đắt đỏ hay không, hay là hiện tại bây giờ thì cái nhu cầu chính bên bên Michigan nó là cái gì? Nó vẫn còn bột hay là gel, nó như thế nào? Anh có thể chia sẻ chút được không? Nói về Michigan thì là một cái tiểu bang rất là lạnh lẽo nên người Việt mình ít về đó, và cái sự cạnh tranh của ngành nail, nghề nail của chúng ta nó ít hơn là các tiểu bang nóng như là giá cả vẫn còn cao. Florida, đúng, và giá cả rất là còn tốt đó. Thì cái ngành nghề nail của ở Michigan giá cả thật sự là tốt và cả tiệm nail cũng rất là có nhiều chứ không phải không, mọc lên mọi nơi. Mọi chỗ. Nhưng mà về cái vấn đề thợ thầy bên đó thì có khó khăn tìm hay không, hay là những anh em làm nail thì những cái tiệm xa xôi thì họ phải làm sao để họ duy trì được cái vấn đề thợ trong tiệm của họ? Dạ đúng, trên trong vùng Michigan thì thật sự đôi lúc những cái tiệm nail cũng rất là khó khăn tìm được thợ, tại vì thợ làm giỏi một chút họ ra họ mở tiệm mất rồi. Đôi lúc vào các tiệm nail chỉ có hai người làm. Là ai cứ làm có chút tay nghề là họ ra họ mở tiệm nail của họ riêng. Nên thật sự mà cái chương trình mà MC Spa thật sự đó là một cái chương trình rất là tuyệt vời để giúp cho cái ngành nghề nail của chúng ta nó đi theo chương trình, nó đi theo chương trình phương hướng cho nó đúng, cho nó tốt hơn. Và chúng ta không phải là lúc nào cũng phải ngồi ở cái tiệm từ 9 giờ sáng cho 9 giờ tối nữa. Thực sự thì cái ngành nail của mình nó đã hơn 40 năm và đã đến lúc người Việt mình cũng nên làm chủ, và làm sao để chúng ta hiểu rằng là mình mở tiệm để mình làm chủ tiệm nail, hay là mình mở tiệm để rồi mình vẫn ngồi đó mình vũ nail. Tuy nhiên thì cái chương trình của mình ngày hôm nay nó cũng eo hẹp, chứ không thì mình có thể ngồi đây để mà mình chia sẻ thêm những cái khía cạnh về vấn đề nhân sự hay là vấn đề điều hành một cái tiệm nó như thế nào. Thì Nhân Trần hy vọng lần tới thì Quarter có về Orlando này thì mình trở lại để mà mình chia sẻ và khai thác nhiều hơn. Và cũng cảm ơn Duyên đã đến với cái chương trình ngày hôm nay. Thì thôi gì không có gì hơn bằng mời một cái người khách đôi lời ngắn gọn đến quý khán giả của chương trình Nail View trước khi mình rời ống kính ngày hôm nay. Dạ thì
em thì là fan của anh Quarter. Thì thôi bây giờ mình hát tặng khán giả bài ha. Hay, được. Ủa sao? Ngắn gọn thôi nha. Em bài nào của anh mà em có thuộc em à, em không biết. Cái bài mà anh giữa móng ngựa đó. Ok. Em bắt đầu khúc đầu nha. Anh mình hát, rồi, mình hát bài câu được. Bây giờ mình hát câu nha, tại đại lượng chương trình. Rồi đúng rồi. Dạ. Let me use my phone. I know I make you smile. Just tell me square or round. Come on, give me your hand. Trust me, I'm your man. The best man here in town. Lại kiếm cớ cầm tay nữa. Kính thưa quý vị, chương trình Nail View của chúng tôi tình phép được tạm dừng nơi đây. Một lần nữa cảm ơn công ty MC Spa Franchise, là một công ty nhượng quyền thương mại trong ngành nail và spa. Mọi chi tiết tìm hiểu thêm về công ty nhượng quyền thương mại này, xin quý vị hãy gọi về số điện thoại 844-626-2452. Xin ân ái kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới.